Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kinh tế suy thoái, mức tiêu thụ xe hơi ở Việt Nam xuống thấp kỷ lục. Ngày 15 tháng 3, AFA loan tin mức tiêu thụ xe hơi thấp kỷ lục tại Việt Nam trong 4 năm. Theo đó, lượng xe hơi tiêu thụ tại Việt Nam suy giảm xuống mức kỷ lục, thậm chí còn thấp hơn cả thời điểm dịch Covid-19. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam báo cáo như vừa nêu và truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 13 tháng 3. Cụ thể, AFA cho biết, các thành viên của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam trong tháng 2 năm 2024 chỉ bán ra được hơn 11.600 chiếc, giảm 40% so với tháng trước và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có hơn 6.660 xe lắp ráp trong nước giao cho người tiêu thụ dùng trong tháng 2 năm 2024 và số nhập khẩu nguyên chiếc là gần 5.000 chiếc. Đây là mức thấp kỷ lục trong 4 năm qua kể từ tháng 3 năm 2020. Và đây là hình bản tin trên AFA Theo AFA những nhà sản xuất ngoài hiệp hội, các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng thông báo doanh số sụt giảm. TC Motor, đơn vị phụ trách hoạt động phân phối ô tô thương hiệu Koya tại Việt Nam cho biết, lượng xe Honda bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 2 chỉ hơn 2.000 chiếc, thấp hơn mức gần 3.600 chiếc trong tháng 1 năm 2024 và gần 5.500 chiếc xe trong tháng 2 năm 2023. Vẫn theo AFA, nguyên nhân doanh số bán xe giảm được các nhà sản xuất nhận định do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Một số ông lớn trong ngành xe hơi đang trong giai đoạn tái cơ cấu nguồn cung dịp đầu năm. Thực tế, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu suy giảm từ đầu năm 2022 khi xã hội mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19. Năm 2022, chính phủ đã đưa ra số liệu về tăng trưởng kinh tế là 8,02% và đã nhận nhiều chỉ trích từ cả người dân và người nghiên cứu kinh tế chính trị. Bởi thực tế, công nhân bị sa thải, hàng loạt cửa hàng mặt tiền trả mặt bằng vì kinh doanh thua lỗ, người dân thắt chặt chi tiêu, cả chợ truyền thống và siêu thị đều ế ẩm. Cho nên không ai tin vào số liệu thống kê của chính phủ. Và đây là hình chợ truyền thống ế ẩm, tiểu thương ôm điện thoại chơi game. Trong năm 2023, tăng trưởng GDP tăng 5,05%, nhà nước cộng sản tự hào cho là cao hơn so với các nước trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, người dân lại còn bi quan hơn trước. Mọi thành phần trong xã hội đều cảm nhận được áp lực suy si thoái kinh tế và sự bế tắc hoàn toàn. Các công ty, xí nghiệp sản xuất hoặc gia công tiếp tục đóng cửa hàng loạt, khiến lực lượng công nhân thất nghiệp càng nhiều hơn. Những người này hoàn toàn không biết phải làm gì khác để kiếm sống bởi đất đai nông nghiệp ở quê nhà hoặc đã bán hoặc bỏ hoang lâu năm, không trồng trọt được trong ngắn hạn nhưng họ lại không có tiền để cải tạo đất để quay về với nông nghiệp. Thay vì số doanh nghiệp FDI tăng lên như kỳ vọng khi các doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Trung Quốc thì năm 2023 chứng kiến các nhà đầu tư nước ngoài đã rời đi hoặc đang có ý định rời khỏi thị trường Việt Nam. Những lý do được đưa ra như nguồn điện không ổn định, có nguy cơ thiếu điện trên diện rộng, chính sách vĩ mô, luật pháp thường xuyên thay đổi gây mất lòng tin, nguồn nhân lực không đạt yêu cầu và đây là hình công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra, xăng dầu, điện nước, thực phẩm đều tăng giá, trong khi nhà nước không những không giảm thuế cho dân mà còn tìm đủ mọi cách để tận thu. Tất cả những bế tắc này khiến người Việt đang chứng kiến một đợt di cư, tuy âm thầm nhưng với số lượng rất lớn, không kém gì thời thuyền nhân thập niên năm 1980. Khác chăng, đợt di cư này không có những con thuyền vượt biển, không có hải tặc và ít lén lút hơn đa số những người di cư lần này rời Việt Nam bằng máy bay. Người nghèo thì đi xuất khẩu lao động, người giàu thì di cư đầu tư sang các nước phát triển. Tương lai, người Việt còn lại trong nước sẽ chỉ sống dựa vào kiều hối người thân gửi về, bởi vì dù có siêng năng thì cũng không còn việc gì để làm trên đất nước này. Khi cơm ăn, áo mặc một lần nữa trở thành vấn đề chi phối cuộc sống, thì ai còn có khả năng để mua xe hơi nữa đây? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin kinh tế suy thoái mức tiêu thụ xe hơi ở Việt Nam xuống thấp kỷ lục xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Hạ viện Mỹ đồng thuận cấm tiktok Ngày 4 tháng 3, BBC loan tin Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok, Trung Quốc cảnh báo gậy ông đập lưng ông. Theo đó, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm TikTok, mở đường cho việc cấm ứng dụng chia sẻ video này trên toàn nước Mỹ. Văn kiện luật được thông qua ngày 13 tháng 3, có tên chính thức là Đạo lực bảo vệ công dân Hoa Kỳ khỏi các ứng dụng do thế lực thù địch ngoại bang kiểm soát. Theo dự luật Biden, công ty mẹ của TikTok có 6 tháng để bán cổ phần chi phối hoặc ứng dụng sẽ bị cấm tại Mỹ. BBC cho hay, mặc dù được thông qua với sự đồng thuận áp đảo từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa, dự luật vẫn cần sự chấp thuận của thượng viện và chữ ký của tổng thống Joe Biden, người từng hứa sẽ ký phê chuẩn ngay nếu dự luật được thượng viện thông qua. Và đây là hình bản tin trên BBC. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết việc cấm TikTok được cho là có thể gây ra bất đồng ngoại giao với Trung Quốc. Biden cần sự chấp thuận từ nhà chức trách Trung Quốc để hoàn thành việc thoái vốn cưỡng ép Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhấn mạnh sẽ phản đối điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân từng nói rằng dự luật cấm TikTok sẽ quay lại gây hại cho Mỹ. Theo đó, trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Uông đã cáo buộc Mỹ đàn áp TikTok, dù chưa bao giờ có bằng chứng cho thấy sự đe dọa của TikTok tới an ninh quốc gia. Ông nói thêm hành vi bắt nạt, khi không thể thắng một cách công bằng, sẽ gây cản trở hoạt động vận hành trơn tru của các doanh nghiệp làm tổn hại niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường, cũng như gây thiệt hại và rối loạn tới trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Cuối cùng, điều này rồi sẽ quay lại gây bất lợi cho chính nước Mỹ. Và đây là hình Hạ viện Mỹ. Theo BBC, nhiều tờ báo Trung Quốc, bao gồm tờ Hoàng Cầu Thời báo, đã đăng tải các bức tranh châm biếm, đề xuất cấm TikTok của Mỹ. Tờ báo này gọi hành động của Mỹ là xấu xí và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia nhằm cưỡng đoạt TikTok. Nhưng vẫn theo BBC, cũng như các mạng xã hội khác, TikTok bị cấm tại Trung Quốc. Người dân nước này sử dụng Douyin, một ứng dụng tương tự chỉ có ở Trung Quốc và bị chính phủ giám sát, kiểm duyệt kỹ càng. BBC tiếp tục cho hay, TikTok đã cố gắng trấn an các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ đã thực hiện nhiều bước nhằm đảm bảo sự tách biệt hoàn toàn dữ liệu của 150 triệu người dùng tại Mỹ với nhân viên Biden ở Trung Quốc giám đốc điều hành TikTok ông Su Châu từng cam kết công ty này sẽ bảo vệ dữ liệu và không để các thế lực bên ngoài thao túng ứng dụng của TikTok. Ông cảnh báo rằng nếu dự luật được thông qua và TikTok bị cấm tại Mỹ, thì một vài công ty truyền thông khác sẽ có nhiều quyền lực hơn, cũng như đe dọa hàng ngàn việc làm của người Mỹ. Và đây là hình người ủng hộ TikTok ở Mỹ biểu tình. Tuy nhiên, BBC dẫn cuộc điều tra của Wall Street Journal vào tháng 1 hệ thống của TikTok vẫn còn thủng lỗ chỗ với việc dữ liệu được chia sẻ một cách không chính thức giữa TikTok ở Mỹ và Biden ở Trung Quốc. Những trường hợp gây chấn động như vụ một nhân viên Biden ở Trung Quốc truy cập dữ liệu cá nhân của một nhà báo để truy tìm nguồn tin của người này đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Trong khi đó, BBC cho hay một nhóm người ủng hộ TikTok đã tập trung bên ngoài tòa bạch ốc để phản đối dự luật này vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3 đến từ Los Angeles, cô Tiffany Yu, một vận động viên trẻ tuổi vì người khuyết tật, nói với BBC rằng TikTok rất quan trọng cho công việc của cô. 15 năm trước, tôi nằm mơ mới nghĩ mình có thể tiếp cận được 30-40 người, cô nói. Hiện tại, cô có hàng triệu người theo dõi. Nhà sáng lập nội dung Mona Swan, 23 tuổi, cho BBC biết. Thu nhập có được từ TikTok giúp cô trả nợ mua nhà cho mẹ và học phí đại học của các em quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin hạ viện mỹ đồng thuận cấm tiktok xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới